Hơn 6 năm được làm đồng viên Phó Văn Bắc, đoàn Hải Dương, góc Tàng Đỏ, gặp Nguyễn Quang Đức, đoàn Long An, góc Tàng Xanh. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu. Bắt đầu. Di chuyển nhau. Bắt tay ra làm gì trước đây? Bắt tay ra. Bắt chân ra. Tốt. Trận đấu kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc về góc Thẳng Đỏ, đoàn Hải Dương.